50 tập xin được lời chào và cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin thực sự hữu ích để quý vị và các bạn có những phút giây thực sự thoải mái sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Khi xây dựng đập Tam Hiệp, nhiều thông tin lo ngại rằng con đập khổng lồ chứa 38,8 tỷ mét khối nước này giống như một quả bom nước nổ chậm có thể bị tấn công khi chiến tranh xảy ra và gây thiệt hại rất lớn. Tuy nhiên, trên thực tế, mối nguy hiểm từ chiến tranh với con đập khổng lồ này thường rất thấp bởi việc tấn công một con đập là điều được loại trừ theo công ước quốc tế. Cụ thể, theo nghị định thư bổ sung của công ước Geneva năm 1949, việc tấn công, phá hủy các con đập có khả năng gây tổn hại đáng kể cho dân thường có thể bị coi là tội ác chiến tranh. Điều 15 nghị định thư bổ sung 2 năm 1977 quy định các công trình hoặc cơ sở chứa các lực nguy hiểm, cụ thể là đập đê và trạm phát điện hạt nhân, sẽ không bị coi là đối tượng tấn công, ngay cả khi các đối tượng này là mục tiêu quân sự, nếu cuộc tấn công đó có thể gây ra sự giải phóng các lực nguy hiểm và gây ra tổn thất nghiêm trọng cho các bên dân sự. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, việc tấn công các con đập vẫn được tiến hành như vụ tấn công vào tháng 5 1943 bởi không quân Hoàng gia Anh ném bom các đập thủy điện của Đức ở thung lũng Du. Trung tâm công nghiệp nước Đức đó dù được xem là mục tiêu quân sự nhưng vụ tấn công cũng khiến 1.600 dân thường thiệt mạng. Công ước Geneva hiện đã có gần 200 quốc gia trên tổng số 205 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đồng ý tham gia. Công ước Geneva được coi là quy định nghiêm ngặt nhất hạn chế tối đa việc xung đột vũ trang có thể tác động đến các công trình khổng lồ có thể ảnh hưởng lớn đến người dân thường như tam địa đập Tam Hiệp. Việc vi phạm hiệp định Geneva, đặc biệt là điều khoản về nghiêm cấm tấn công đập nước, được xem là rất nghiêm trọng. Bất cứ bên nào tiến hành tấn công đều sẽ bị lên án và có thể phải chịu sự truy tố của tòa hình sự quốc tế, bị coi là tội phạm chiến tranh và đối mặt với các biện pháp trừng phạt từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Vì vậy, đối với những con đập lớn như đập Tam Hiệp, việc bị tấn công trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang là gần như không thể. Năm 2004, Mỹ từng đề cập đến chuyện đập Tam Hiệp sẽ là điểm yếu của Trung Quốc nếu chẳng may chiến tranh với Đài Loan xảy ra, bởi vì chỉ cần nhắm vào đập Tam Hiệp là Trung Quốc sẽ phải nhận ngay cơn ác mộng ngay lập tức. Năm 2018, một chuyên gia quân sự Đài Loan tên Su Jun tuyên bố có thể khiến đập Tam Hiệp nổ tung với hai quả tên lửa đạn đạo, nhưng điều này được coi là không thể bởi vì con đập lớn nhất thế giới rất kiên cố, vượt ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Đập Tam Hiệp cao 181m, xây từ 28 triệu tấn bê tông, 463.000 tấn thép và được xem là pháo đài thép khổng lồ. Nó chỉ mang lại những lợi ích lớn về kinh tế, xã hội mà còn là tử huyệt của đất nước này bởi nó có thể mang đến thảm họa nếu xảy ra trục trặc. Tuy nhiên, hãy cứ yên tâm bởi nguy cơ đó rất là ít. Đập Tam Hiệp là một con đập trọng lực bê tông chịu sức ép của nước chủ yếu dựa trên trọng lực của thân đập. Mặt cắt của nó có hình thang, bề dày trên cùng là 15m, bề dày phần đáy là 124m. Như vậy, đập Tam Hiệp không chỉ đơn giản chỉ là để chắn nước mà là như một ngọn núi. Nhờ thiết kế vững chãi như vậy mà dù có bị tấn công ở phần đỉnh, đập Tam Hiệp vẫn không sụp đổ được mà tiếp tục làm công việc chắn nước. Nhiều nhà nghiên cứu khẳng định việc đánh sập hoàn toàn đập Tam Hiệp là điều không tưởng. Đập Tam Hiệp có 3 ưu điểm. Đầu tiên, tương đối an toàn, có độ bền, khả năng chống rò rỉ nước và động đất tốt. Thứ hai, thiết kế đơn giản, dễ xây dựng. Thứ ba, ống xả nước trong thân đập dễ dàng bố trí nhằm vận hành máy phát điện. Thực ra, phía Trung Quốc cũng đã lường trước việc đập Tam Hiệp sẽ là tử huyệt của đất nước nếu không thiết kế cẩn thận. Thế nên, khi xây dựng nó, đất nước này đã cho thực hiện loạt vụ nổ bom mìn để đánh giá khả năng chịu lực. Trung Quốc đưa ra kết luận kể cả khi bị tên lửa bắn trúng thì đập Tam Hiệp vẫn bình an vô sự. Những vũ khí nổ thông thường chẳng hề ảnh hưởng đến nó. Thậm chí, theo Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Kỹ thuật Thủy điện Trung Quốc Giang Putin, đập Tam Hiệp có khả năng chịu tấn công hạt nhân quy mô nhỏ với loạt tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, đầu đạn đạo thường sẽ không thể ảnh hưởng đến đập Tam Hiệp. Nếu muốn phá hủy con đập lớn nhất thế giới thì cần phải dùng bom hạt nhân, sức công phá tương đương 200.000 đến 300.000 tấn thuốc nổ TNT. Vấn đề là phía Trung Quốc nghiên cứu khả năng chống chịu của đập Tam Hiệp là để tìm ra cách giúp nó xoay sở khi bị tấn công hạt nhân quy mô lớn chứ không phải bị động chịu trận. Đầu tiên, quốc gia này hiện có vũ khí hạt nhân, có khả năng phòng thủ tấn công hạt nhân. Vì vậy, Tam Hiệp được xây ở sâu trong lòng nội địa khoảng 1.000 km nên hệ thống phòng thủ hạt nhân hoàn toàn có thể bảo vệ nó. Thứ hai, trong trường hợp bị vũ khí hạt nhân tấn công, hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ được rút nước xuống mức thấp nhất có thể trong thời gian ngắn. Tốc độ xả của hồ chứa đập Tam Hiệp thuộc loại nhanh nhất nhì tại Trung Quốc
khoảng 4,3 tỷ mét khối nước trên một ngày. Những cuộc chiến tranh hiện đại không chớp nhoáng như trước nên con đập này hoàn toàn thời gian đủ để xả nước. Thứ ba, theo luật pháp quốc tế ngày nay, việc phá hủy các hồ chứa nước tạo thảm họa gây ảnh hưởng tính mạng người dân là điều nghiêm cấm. Mới đây, Trung Quốc đã công bố về kế hoạch bảo vệ con đập thủy điện lớn nhất hành tinh Tam Hiệp. Theo China Daily, Trung Quốc đã lên kế hoạch từ 2023 đến 2035 để tập trung bảo vệ môi trường xung quanh đập Tam Hiệp, tạo ra khu vực bảo vệ 57.500 km², bao gồm 26 quận và huyện, thành phố Trùng Khánh và tỉnh Hồ Bắc. Theo kế hoạch này, cho đến năm 2025, Trung Quốc sẽ nỗ lực thực hiện khôi phục các di sản, hiện vật bảo vệ đúng cách và sử dụng hiệu quả, thiết lập một cơ chế bền vững để bảo vệ và sử dụng các di tích và hiện vật cho đến năm 2035, đồng thời kết hợp với du lịch bảo tồn môi trường quốc gia. Kế hoạch này cũng đề cập đến việc tăng cường công tác khảo cổ, khám phá giá trị văn hóa lịch sử cũng như hiện vật tìm thấy ở đây. Khảo cổ học Tam Hiệp cũng sẽ đóng góp một vai trò quan trọng để giới thiệu về nền văn minh của Trung Quốc. Đập Tam Hiệp là công trình thủy điện lớn nhất thế giới nhưng cũng là công trình gây ra nhiều tranh cãi. Theo đó, đập Tam Hiệp được xem là có cấu trúc bê tông đồ sộ nhất trên trái đất, là ngọn hải đăng cũng của năng lượng tái tạo đã tạo ra điện năng mà không cần đến 30 triệu tấn than. Con đập như một quả bom nước khổng lồ với lượng nước lên đến 42 tỷ tấn, khi dịch chuyển chậm thậm chí có thể khiến trái đất quay chậm hơn. Tuy nhiên, từ lúc xây dựng công trình khiến nhiều người lo ngại vì những ảnh hưởng đến môi trường, xã hội cũng như nguy cơ vỡ đập. Theo đó, trong quá trình xây dựng đập Tam Hiệp, nhiều di tích lịch sử và di tích văn hóa đã bị nhấn chìm một phần, bao gồm 470 di tích lịch sử từ thời nhà Hán 202 trước Công nguyên đến 220 sau Công nguyên, đến thời nhà Minh 1368 đến 1644 và nhà Thanh là 1644 và 1911, 60 điểm của thời đại cổ sinh, hơn 80 địa điểm thời đại đồ đá mới. Có thể thấy Trung Quốc đã phải trả một cái giá khá đắt khi xây dựng đập Tam Hiệp và bây giờ họ đã nỗ lực bảo vệ khắc tình trạng mất mát văn hóa này. Theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc, xây đập Tam Hiệp làm giảm phát thải khí metan. Theo đó, các nhà nghiên cứu do tiến sĩ Li Biao và giáo sư Guo Winglong từ Viện Địa lý và Hồ học Nam Kinh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc dẫn đầu cùng với các cộng tác viên đã thực hiện một cuộc kiểm tra toàn diện về động lực học của CH4 dọc theo chuỗi cửa sông của sông Dương Tử. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Quarter Research số tháng 5 năm 2023 cho biết dấu hiệu đồng vị carbon ổn định dọc theo chuỗi cửa sông Dương Tử hỗ trợ mạnh mẽ cho sự tồn tại của quá trình sinh metan hydrotrophic. Thông qua điều tra, các nhà nghiên cứu đã xác định được mối tương quan chặt chẽ giữa carbon dioxide hòa tan vào CH4. Họ cũng thấy sau khi xây dựng đập Tam Hiệp xong, lượng khí thải metan đã giảm đáng kể 82,5% so với ban đầu. Tiến sĩ Li cho biết, nghiên cứu của chúng tôi cung cấp những hiểu biết mới về cho góc độ vi sinh vật đối với chu trình CH4 và cần phải tính đến con đường sinh khí metan khi dự đoán lượng khí thải CH4 từ các vùng nước nội địa trong tương lai. Đập Tam Hiệp là một dự án khổng lồ của Trung Quốc, phải mất hàng chục năm để từ ý tưởng đi đến hoàn thành và đi vào hoạt động. Siêu đập này cũng đã từng gây rất nhiều tranh cãi bởi những hệ lụy xung quanh như ô nhiễm môi trường, nguồn nước, là dự án tốn kém tiêu tốn 37 tỷ đô, thậm chí còn là mối lo của các nước láng giềng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo ở góc màn hình phía bên phải để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin kính chào và gặp lại quý vị.